Nhiều người vẫn làm tưởng rằng một chiếc điện thoại có camera với độ phân giải lớn với 108 megapixel thì sẽ chụp hình đẹp. Thế nhưng thực chất camera có độ phân giải lớn sẽ chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ hơn. Quan trọng là nó chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ đến chất lượng hình ảnh mà thôi. Vậy thì những yếu tố nào quyết định một camera chụp hình đẹp? Thứ nhất đó chính là kích thước cảm biến hình ảnh đẹp hay xấu phụ thuộc rất lớn vào cảm biến. Vì nó có khả năng thu sáng và hình ảnh chất lượng tốt nhất, cảm biến lớn thì ảnh sẽ ít nhiễu hạt hơn, khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn và màu sắc chân thực sắc nét hơn. Thứ hai là thuật toán xử lý, tính năng này sẽ giúp điện thoại biết bạn đang chụp gì ở đâu để tùy chỉnh cân bằng trắng, độ tương phản màu sắc và vân vân. Mình chứng chính là chiếc điện thoại Google Pixel chỉ với một camera 12 megapixel nhưng chất lượng hình ảnh tra rất ổn với camera có hỗ trợ bởi thuật toán Google. Và mỗi điểm ảnh cũng to hơn giúp thu sáng tốt hơn. Thứ ba chính là số lượng camera. Nếu như bạn không có camera với cảm biến lớn, tốt nhất bạn nên trang bị một chiếc điện thoại có một loại camera vì nó sẽ giúp trải nghiệm chụp ảnh linh hoạt hơn. Có thể sử dụng từ camera cho từng hoàn cảnh khác nhau. Thứ tư là công nghệ ổn định hình ảnh hay còn gọi là chống rung quang học. Và giúp giảm độ rung khi chụp ảnh và mang lại những bức ảnh mượt mà và sắc nét hơn. Có một sự thật mà nhiều bạn không biết chính là hầu như các màn hình điện thoại của chúng ta đều sẽ có độ phân giải không nhiều hơn Ultra HD. Thế nên camera 12 megapixel đã hoàn toàn đủ để đáp ứng hầu hết trên các màn hình hiển thị.